Are you okay? I'm fine. Let's go.
cây hiểu. Winning money. Superheroes, welcome to my Squid Game. Fight. Fight the ball. Ha 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 ha!
Yeah. Con yêu của ta, bố yêu con. Xin chào Venom Shocker. Ngươi là... Tạm biệt nhé con của ta. Tỉnh lại đi em. Bad guy, ông chủ Venom, mau đuổi theo. Đứng lại, hãy trả đứa bé đây, nếu không thì đừng có trách. Không. À, có chiếc xe, đúng là trời giúp ta mà. Hả? Xuống xe mau. Gơ. Không được, trả con ta đây. Venom, không được chạy. Venom, ông chủ có sao không? Đi. Đứng lại, đứng lại. Không thể đem theo đứa trẻ này nữa rồi. Đứng lại, đứng lại. Khoan, tớ nghe có tiếng trẻ con khóc. Ừ nhỉ. Hướng này. Oh my god, đáng thương quá. Về nhà thôi. Ok, từ giờ con ở với chúng ta nhé. Bé con, dậy thôi nào. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cùng chơi trò chơi nhé. Vâng ạ. Yeah. Đi thôi. Lâu quá, sao mãi chưa xong vậy? Đã xong, ông chủ xem đi ạ. Con trai ta làm tốt lắm. Hả? Sao trông cậu bé kia quen vậy? Về thôi nào. Oh my god, hôm nay đi chơi con có vui không? Có ạ. À, lần sau lại đưa con đi tiếp nhé. Vâng ạ. Mình phải quay lại làm bằng chứng. Ông chủ, xem cái này đi. Hả? Con trai của ta. Dạ, vâng. Chúc mừng ông chủ. 1, 2, 3, 5. Ta đi tìm đây. Hey. Không. Bé con ơi. Bé con. Ủa, dép của thằng bé. Bé con ơi. Bé con. Bé con. Camera, mình phải xem camera lại. Bad guy, nhện đen, tớ cần cậu giúp. Ông chủ, em đã mang cậu chủ về rồi đây ạ. À, con trai. Không. Chú lại. Ta là bố con. Không phải. Con xem bọn họ buồn cười chưa kìa. Chẳng vui tẹo nào. Nè, quăng đi nè. Không.
con đau bụng quá. À được rồi, hãy theo ta. Mời vào. Con vào đi, ta sẽ canh ở ngoài cho. Con trai, đã xong chưa? Con trai ơi, con trai. Hả? Thằng bé trốn rồi, mau tìm đi. Bé con ơi, con ở đây. Bé con đây rồi, chúng ta hãy về nhà nha. Dừng lại, Shocker, trả con ta đây. Không, các ngươi lên, dừng lại. Các cậu xem cái này đi. Tớ hiểu rồi. Kia là bố con. Con trai, đến đây. Bố ơi, bố. Cảm động quá. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt con. Tạm biệt. Về nhà thôi. Giao dịch thôi. Được, vàng đây. Cút đây. Đã xác định mục tiêu. Được. Cút của ta. Ai vậy? Trốn thôi. Đi thôi. Đuổi theo. Đứng lại. Trốn vào. Mau lên. Bọn chúng đâu rồi? Nhìn đó. Đến đây. Xông lên. Không. Đầu hàng đi. Chịu thua đi. Tạm biệt. Chuồn thôi. Cảm ơn team Spider-Man. Đi. Team Spider-Man. Đi thôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Không, không. Đi thôi. Yeah. Nhìn đỏ. Nhìn vàng. Alo. Nhiều tiền quá. Được. Được. Bad guy. Xa ta đi. Bad guy. Không. Không. Nhìn đây. Nhìn vàng. Bad guy. Không. Tìm Spider-Man. Bad guy. Cô thấy tôi sao hả? Cô chủ. Bad guy. Hả? Spider-Man. Go!
Sức tú. Hất. Tuân lệnh. Không. Ra tay đi. Xem đi. Không. Chuông thôi. Hoàn thành nhiệm vụ. Spider-Man, chơi trúng tìm đi. Được ạ? Được. Được. 2, 3. Ui không. Yeah. 1, 2, 3, 4. Mau, tìm chỗ trúng đi. Vào đây. Phải trúng nhanh thôi.
có vẻ không ổn rồi. Tìm chỗ khác trốn thôi. Đây rồi. Mình sẽ trốn ở đây. Không được, mình phải trốn ở chỗ khác. Đi tìm thôi. Ở đây không có. Ở đây cũng không. Tìm chỗ khác nào. Không có ai. Cô chú ơi, mọi người đâu rồi? Chẳng có ai. À, chắc chắn sau rèm có người. Sao lại vậy? Team Spider-Man, mọi người đang ở đâu? Spider-Man. Spider-Man. Hả? Venom nhí? Mình phải cứu cậu ấy. Dứt lời, nhìn nhí âm thầm bám theo sau nhóm của Joker. Dẫn thằng nhóc vào đi. Giờ chúng ta chỉ cần chờ tiền chuột tới thôi. Mình có ý này. Leo leo, lại đây nào, leo leo. Hả? Nhẫn nhí. Đi. Đứng lại. À! Đau quá. Leo leo. Đứng hết lên. Bắt thằng nhóc lại cho ta. Đứng lại. Ui da, chỗ này kiến lắm quá. Đi ra khỏi đây thôi. Yên tĩnh thế nhỉ. Nhện nhí. Nhện nhí. Cháu ở đâu? Nhện nhí. Nhện nhí. Thằng bé đi đâu rồi chứ? Hả? Mình ngủ quên à? Không biết mấy giờ rồi. Ai mà xinh thế này? Các cậu ơi, ra đây mau lên đi. Có chuyện gì xảy ra hả? Nhìn như biến mất rồi. Biến mất? Chúng ta phải đi tìm thằng bé. Đi thôi. Nhóc con, mi chạy đằng trời. Không. Nhóc con. Ui da. Nhưng cơ hội nhóm Joker mất tập trung. Nhện nhí đã dùng sợi dây trói chúng lại với nhau. Nhóc con kia, thả bọn ta ra. Không được đâu ạ. Thả ta ra. Venom nhí, đứng dậy đi cùng tớ nào. Ừ. Hả? Không được chạy. Nhện nhí. Nhện nhí, cô đang ở đâu vậy? Nhện nhí. Team Spider-Man. Nhện nhí. Venom nhí. Các con có sao không? Không sao ạ. Cô đi đâu vậy? Dạ, chuyện là thế này. Nhện nhí bắt đầu kể lại mọi chuyện. Từ việc cậu bé phát hiện ra Venom nhí bị nhóm của Joker bắt cóc. Sau đó cậu bé đã bám theo chúng và tìm cách giải cứu Venom nhí. Con giỏi lắm. Chúng ta đi về nào.